nhà nha. À, quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình lại quay cho cả nhà xem cái giò Phú Thọ của mình nhé. Ra được 4 cái mầm gốc các bạn. Mùa này nó hơi khô, mình cho một tí cái sơ dừa các bạn. Đây có một cái nụ này, chuẩn bị ra nụ các bạn nhé. Xong rồi hoa bói đấy. Thân này tầm 30 cm các bạn. 30 cm. Nhìn rất là đẹp. Có 3 cái 4 cái mầm gốc các bạn. Mầm lỡ này. Sang năm sẽ được mấy kỳ các bạn. Sang năm thì được 7-8 cái mầm lên các bạn. Dưới kia mình vẫn còn kỳ các bạn nhé. Quá đẹp. Nhìn rất là phê luôn. Quá chất luôn. Rất là mượt. Đây là những cái mấy cái phi điệp các bạn. Đây cũng rất là nhiều. Đây là mít các bạn. Rất là nhiều. Vẫn còn đang đi ngọn. Mình xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo nhé.